bị lên một cái máy tuyển giá võng cho anh trên Khánh Hòa này, là nó sườn nó là luyện khối là 25 25 dài 1 phân 4, dài 3 mét 2. Anh em bên Khánh Hòa mà có Đắk Lắk hay là ở đâu có cần máy tuyển giá võng cũng đi lên khung. Máy đang lên khung. Quá tuyệt. Đây, hai cái sườn. Trần. Anh em có nhu cầu thì liên hệ mình nhé. Qua Zalo, rồi Facebook, rồi số điện thoại. Đây là máy cưa. Đây có một khung. Cái này là hai dao. Chuyển ra cái thang.